Nhìn sách bao nhiêu môi chùm nuốn có bàn một số là cụ tha là cụ ta sẽ phơi tôi nhất như chia sẽ phơi của mày vì pro có tay để bàn khơi được rú đã sẽ phơi đi được không học phá hay đã là lứa tóc được về bồng riền chẳng có sùa hay có bàn gì lấy tha ta ai ăn nhà nói phụ có chơi sẽ phơi đi bàn đại một tí là cụ bị chạy chun bỏ bọn này sẽ phơi đi tí sẽ phơi đi miền ở nụ sao đi chùm môi là cụ du cho năm nay sẽ phơi đi bàn nâng cổng bông rô nơi chùm môi là cụ ประมาณជាប្រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ជាងហើយសិភើនេះគឺលោកគ្រូបានទិញពីប្រទេសបារាំងមកនៅខ្មែរមិនមានលក់ទេសិភើនេះបាទហើយជាមិនមានលក់ទេហើយសិភើនេះចំណងជើងគឺគេបានសរសេរថាលោកគូសុងលេទីណាជូរីឌីកាយើងបកជាភាសាខ្មែរមានន័យថាឃ្លាឬប្រយោគភាសាឡាតាំងផ្នែកច្បាប់ សៀវភៅនេះបានកំណត់អំពីគោលការណ៍សំខាន់ៗដើមកំណើតចេញមកពីភាសាឡាតាំងហើយដែលក្រោយមកត្រូវបានយើងឃើញថាមានយកមកចែងនៅក្នុងច្បាប់ក្នុងស្រុករបស់យើងច្រើននៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌក៏មាននៅក្នុងក្រមរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យក៏មានហើយគោលការណ៍នៅក្នុងសៀវភៅនេះមានទាំងគោលការណ៍នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈក៏មានដែរ ទីទៀតលោកគ្រូនឹងបញ្ជាក់ជូនបីបួនគោលការណ៍ចោះដើម្បីឲ្យនិស្សិតទាំងអស់គ្នាអាចបាទអាចចាប់អារម្មណ៍លើភាសាឡាតាំងនេះឥឡូវលោកគ្រូលើកអំពីគោលការណ៍ទី1គឺគោលការណ៍ដែលលោកគ្រូធ្លាប់បានបកស្រាយច្រើនហើយដែរនៅក្នុងឆ្នាំគឺគោលការណ៍ Pacta sunt servanda គោលការណ៍ប៉ាក់តាសុនសេវណ្ដានេះគឺជាគោលការណ៍មួយនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិដែរហើយជាទូទៅនិស្សិតស្គាល់គោលការណ៍នេះនៅក្នុងមុខវិជ្ជានីតិអន្តរជាតិសាធារណៈឬក៏ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគោលការណ៍នេះមានន័យថាម៉េចគេបានពន្យល់ជាភាសាបារាំង L'occasion affirmant le principe selon lequel les traités et plus généralement les contrats doivent être respectés par les parties qui les ont conclus. Le coup s'embrouille n'est mais n'est pas គឺជាគោលការណ៍មួយខ្មែរយើងបកថាគោលការណ៍នៃការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងដោយសុតិចិត្តមានន័យថារដ្ឋដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសិទ្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវតែគោរពសិទ្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយសុតិចិត្តជាគោលការណ៍គោរពដោយសុតិចិត្តចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនបានផ្ដល់ ហត្ថលេខាក្នុងនាមជាអេតាសញ្ញាតេសិងណេតរីស្តេតហៅថារដ្ឋហត្ថលេខីណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាលើកម្ពុជាចុះសិទ្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងថៃសិទ្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីស្តីពីបត្យាប័នកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិបរិសុទ្ធនយោបាយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាកតាបកិច្ចដែលយើងត្រូវគោរពបន្ទាប់ពីយើងបានផ្ដល់សញ្ញាប័នបន្ទាប់ពីយើងបានចុះហត្ថលេខាគោលការណ៍នឹងហើយគេហៅថាគោលការណ៍ប៉ាក់តាសុន
Ca lực lang bao dương ní mình ai rui phốt làm pí ca tụt khó thở phần này cho bạp thì bị pro thì dương mình đắng rư co bị pro thì dương bằng người cả thở chẳng cô ca nắng cứ tu từ hái nơi Campuchia có đôi khi đá hay cô ca nắng hái đè nè thằng học này riêng pro một toán nắng cứ miền này đè là guru chỉ tu từ tràn tại bộ sai thà cô ca mình ai rui phốt pí ca tụt khó thở pro một toán đói mua hai nơi ca mình đắng cho bạp rư bằng người cả thở làm pí cho bạp thì mô song số tư ít nhiều khả khế đi chuyển nắng cứ chiếc phía xa là tàng bà nâng cô ca mùi tiệt tầng nó không được bùm toàn hay cô ca sẽ đổi tay tiết ưu tiêu hồ nâng bis in nidem có chia cô ca mùi nâng rừng bùm toàn đại nâng bis in nidem nâng bis in nidem ní cư khi bạn vẫn dựa tha formule qui exprime le principe selon lequel une personne déjà jugée pour un fait délictueux ne peut être poursuivie à nouveau pour le même fait ລະຄູປະໂຍຊີສໍາຫຼາຍມີໃນຖ້າບົກຄົນມະເນະໄດ້ຖືກບານປະດອນຕິໂຕອັງປີອັງຫັດນິບັດລະເມືອງ hay cô ca ní bờ nơi khnông crom tị thi prum toàn bò dướng bờ sân chia là cụ mình chả làm thế đôi chia nơi khnông miệt ra đọc pì nơi crom tị thi prum toàn cái chai nhà pì cô ca ở nhà ở chùm nùng ba thở miệt ra đọc pì cô ca ở nhà ở chùm nùng việc bắt đầu trên một pì ca rồi lốt nó mình đang ở nhà nơi khnông miệt ra vòng pờ chùm nói ti prang cô ca nhà ở chùm núm nơi không miệt ra bấm cỡ ca lột này mình đằng nhá hơi kỳ ban chay và thám ông pi miệt ra đọc pí nhà ở chùm núm đòi ăn ở vót tam cô ca nhà ở chùm núm chun na đại tây ban tala ca sầm rạch ao rui luôn chia sẻ phù hái chun núm mình ai tới cho pro can tiệt tế chùm pu ông pu đồ đài tụ bay chia crom ca cầm nót chung bọt là mơ xin quả đời chẳng ngờ cả này ní giờ hai thằng cô ca nan bis in đi đầm đằng hải là cụ chuông cô ca mùi tiết cho nó không đưa bộ mặt toàn tổng đáy nụ lâm khi mân nụ la bù y na xin nê lê nè ốc nè xa lứ nà cô ca nắng nụ lâm khi mân nụ la bù y na xin nê lê chìa phía xa bà răng xâm rái mình nê thay y nha pa đưa khi mình nha pa đưa bên nà xong lò exprime le principe fondamental de la légalité et des peines de la légalité des délits et des peines chân cô ca ní nè không crom bộ một toàn bao nhiêu đôi chị miệt ra bao lực hùng mình chờ làm thế đôi chị không miệt ra bay và không miệt ra bay này crom bộ một toàn để chạy pi cô ca nhị chan cô phiền miền này tha đầm bay ao chạy crom lục ai bắt đòn tiêu tô từ bộ cô na mũi bán là cực na to tại ẩm phơi nút miền chạy này không cho bập trẻ lẽ hai miền cầm nót ẩm pi tô toàn để từ bắt đòn tiêu tô hai phần na bờ ọt miền chay này không chấm bắp chấm bùn ẩm bơ nâng thế mình ăn còn thì tô bàn thì miền chay tại ẩm bơ ọt miền tố còn mình ăn còn thì tô bàn đại chẳng cô cái này cứ miền này thà đòn bay còn thì tô bán từ tái miền cổng nót ẩm bơ nam mũi thay vì chỉ bọt là mỡ hai miền tố để từ bậc cá chấm bùn ẩm bơ nâng chẳng cô cái nâng khác để kê hai tháng nô lâm khi mến nô la bùi ná xin lệ nó không đương ra bãi vì ní của miền đấy thì sao tụi anh này anh mơ và thèm luôn anh bạn đó ủy tì hò cô ca bắp phụng báo của miền đấy accessorium circuiter principale cô ca vật thụ tôi cho nó vật thụ thồng actor circuiter forum rê và miền nó không đương ra bãi vì ní của miền phụng báo của miền đấy à lấy sở một mình miền trang nè lục hữu trang chung dù bọn chế bất sân nào bên sân tổng học ni miền bẩm nón trong an sự phơi ní nhà sân tổng học ni ai chơi được không google có bàn đài miền được không google đài hơi pel bẩm nón mình chạm bay từ c là tăng nâng có bàn đài sầm khán dương ai bẩn dột bàn nhé dương ai bẩn dột bàn làm pi cô ca nhỉ mùi nhỉ mùi là ôm má thang cô ca sang cô phiêu nhỉ bọt mưa nâng nhỉ tổ ôi thì dương ai bẩn dột cô ca nâng bán dương lượng ưu tiêu hoa bán bẩn tụ ai chắc bữa nay bất sân chỉ dương ai chơi bàn đòn pizza là tăng nâng tiết có việc can tài lò đài chỉ bị xét cứ bị để dương chụp chụp mũi nâng sẽ bắp thông thông chỉ lại cái nào anh ta chỉ đấy bố con ai như vậy bên dưới mẹ ca và lò ấy mình chẳng bao giờ xây của bạn này nhé ok.